Hoàng Ni xin kính chào quý vị khán giả của Vietface TV. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Hoàng Ni đang có mặt tại Crystal Palace. Ngày hôm nay trong chương trình Ngày Văn hóa Liên Ca Đoàn, và đứng bên cạnh Hoàng Ni thì quý vị chắc hẳn cũng đã biết, đây chính là Linh Mục Thao Văn Chi. Vâng, Hoàng Ni xin kính chào cha. Kính chào Hoàng Ni và kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của Vietface TV. Dạ vâng thưa cha, thì khi mà con đến đây á, thì nhìn thấy một cái không khí rất là long trọng như thế này, thì đầu tiên thì có lẽ là con xin phép được hỏi cha, hỏi cha có thể trình cho con cũng như quý vị khán giả biết ý nghĩa của cái chương trình ngày hôm nay được không? Dạ con kính xin mời cha. Vâng, cảm ơn Hoàng Ni và kính thưa quý vị, hôm nay gọi là Ngày Văn hóa Liên Ca Đoàn, tâm tình cảm tạ tri ân để kỷ niệm 40 năm linh mục của tôi, cũng như là đặc biệt giới thiệu cái tác phẩm Hành Trình Với Mẹ mà quý vị sẽ ngạc nhiên lắm. Một cái tác phẩm rất là vĩ đại, gần 500 trang, kể lại tất cả những nơi mẹ Maria hiện ra trên toàn thế giới và rất nhiều người ngưỡng mộ. Và trong đó cũng sẽ có DVD karaoke và DVD documentary về tư liệu, cũng như là double CD. Nói chung là một cái công trình khá vĩ đại, nên tôi gọi là đại tác phẩm, và quy tụ khoảng chừng trên 100 người thực hiện cái công trình này. Dạ vâng, con xin cảm ơn cha. Và cho phép con hỏi cha thêm một câu nữa, là cái chương trình như thế này thì bao nhiêu lâu thì sẽ được diễn ra một lần thưa cha? Kính thưa quý vị, thì lâu lâu mới ra một lần. Đặc biệt lần này là bởi vì kỷ niệm những cái biến cố lớn, 40 năm viếng xứ và 40 năm linh mục của tôi song hành với cuộc đời của quê hương dân tộc. Và tôi cũng muốn sau con đường chúng tôi đi qua năm 2007 vĩ đại lắm, thì lần này chúng tôi muốn dành cho mẹ Maria một cái đặc biệt hành trình với mẹ. Và Hoàng Ni với quý vị biết là chuẩn bị cái này bao nhiêu năm không? Từ năm 1993, lần đầu tiên tôi đến với Đức Mẹ Fatima vào Lộ Đức, liên tục các cái công trình và các cái tài liệu chúng tôi lấy và sau cùng đúc kết nên cái tác phẩm Hành Trình Với Mẹ này. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đúng như lời cha Chi đã nói là một hành trình, bởi vì chuẩn bị từ 1993 đến hôm nay là 23 năm. Dạ, thì đúng là một công trình, phải gọi là công trình khá lớn đúng không thưa cha cũng như quý vị. Và kính thưa cha, thì con có nhìn thấy thì ngày hôm nay con nghĩ rằng là ở đây chuẩn bị chắc cũng rất là công phu, có dàn nhạc giao hưởng hả cha, rồi có tất cả những cái quy mô như thế này, thì mình chuẩn bị cho ngày hôm nay là mất nhiều thời gian không hả thưa cha? Vâng, chắc chắn như vậy. Các ca đoàn trong toàn New South Wales và tất cả quý vị trong ban tổ chức và các technician rất là công sức, phải là khoảng chừng trên 100 người để mà tổ chức cái Ngày Văn hóa Liên Ca Đoàn này, kính thưa quý vị của Vietface TV và Hoàng Ni. Dạ vâng, con xin hỏi cha một câu hỏi cuối cùng là về cái hành trình với mẹ. Thì đây là một cái công trình khá lớn, thì con muốn cha giống chia sẻ cho quý vị, thì muốn để có được cái cuốn sách này hay là cái DVD này thì là mọi người phải làm như thế nào ạ? Vâng, thế nào thì được. Hôm nay chúng tôi giới thiệu và chúng tôi sẽ phổ biến trên toàn thế giới, không như ở đây mà Mỹ, Đức, Pháp, tất cả các nơi. Và quý vị có thể đến các nhà thờ để hỏi cái công trình này, thì có lẽ tuần sau trở đi chúng tôi sẽ cho phổ biến các nơi, và để mỗi người chúng ta hiểu được cái tâm tư và hành trình với mẹ trong cuộc đời của chúng ta ở tại hải ngoại, và cũng như là hành trình của mỗi người chúng ta, thưa Hoàng Ni và kính thưa quý vị. Dạ vâng, Hoàng Ni xin được kính cảm ơn cha rất là nhiều đã chia sẻ cho Hoàng Ni cũng như quý vị. Vâng, và Hoàng Ni cũng xin chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Vâng, xin được cảm ơn cha, xin chào cha. Cảm ơn Hoàng Ni và cảm ơn quý vị Vietface TV. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, Hoàng Ni xin cảm ơn và xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, chúng ta xin được trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý cha, quý tu sĩ đặc biệt, quý quan khách cùng tập thể quý vị. Xin được chào mừng tất cả quý vị đến với Ngày Văn hóa của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tích, với chủ đề tâm tình đào tạo và tri ân cùng hành trình với mẹ. Chị Giang xin cảm ơn tất cả quý vị đã rất là nhẫn nại để chờ đợi, và chúng ta cùng chào mừng nhau một tràng vỗ tay thật lớn để khai mạc chương trình của tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tích đã được thành lập vào năm 1989, tính đến nay đã là 27 năm. Xuyên suốt những chặng đường phục vụ của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh đã có sự gắn bó của cha Thô Văn Chi, tức là cha cư lý của Liên Ca Đoàn.
trong dịp ngày văn hóa của Liên Cả Đoàn hôm nay cũng là ngày tất cả chúng ta cùng mừng 40 năm tiên chức linh mục của cha, và đặc biệt ngày sẽ gửi đến chúng ta những tác phẩm hành trình mới mẻ thật giá trị và là những hành trình cho chúng ta trong cuộc sống đức tin. Anh em Liên Cả Đoàn chúng tôi mỗi lần có dịp gặp gỡ họp mặt thì nhạc phẩm tôi nghĩ nhất và chúng tôi thường hay hát với nhau đó là bài Hành Trang Tuổi Trẻ. Nó nói lên sự đồng thuận, sự yêu thương, sự dẫn thân của tuổi trẻ và đặc biệt là ca viên chúng tôi. Và chúng tôi sẽ dành giây phút đầu tiên để mời quý vị cùng đồng hành chúng tôi qua nhạc phẩm Hành Trang Tuổi Trẻ.
toàn thể quý vị. Cùng với đoàn người Việt Nam từ muôn nơi về đây hội ngộ, già hội, tâm tình, cảm tạ và tri ân. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên trong nghi thức chào quốc kỳ, khai mạc chương trình Ngày Văn hóa, già hội, tâm tình, cảm tạ và tri ân. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Việt Nam để tưởng nhớ đến những vị anh hùng dân tộc đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh vì lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, để tưởng nhớ đến các đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biên vượt biển vì lý tưởng tự do sau 40 năm viễn xứ, tưởng nhớ đến quý viên ca viên liên ca đoàn đã ra đi trước chúng ta. Quý sơ, quý tu sĩ nam nữ,
Kính thưa quý vị quan khách, quý ban thường vụ, quý trưởng ban mục vụ, các ban ngành đoàn thể, quý vị thân nhân, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em cùng các đoàn, ta đoàn rất thân mến. Trước hết, đại diện anh chị em ca viên trong liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh còn xin hân hoan chào đón quý cha cùng toàn thể quý vị hiện diện trong dạ hội tâm tình tạ ơn tại nhà hàng Crystal Palace tối nay. Kính thưa quý cha cùng toàn thể quý vị, thật là một vinh dự và khích lệ lớn lao cho anh chị em liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh chúng con và cách riêng cho cha quyền ý liên ca đoàn được thấy sự hiện diện đông đảo của quý cha và quý vị trong đại hội tâm tình cả tạ đêm nay để ghi dấu 40 năm phục vụ giáo hội trong thiên chức linh mục của cha Linh Hướng Văn Chi, 43 năm ca trưởng, 45 năm sáng tác và 27 năm tuyên úy liên ca đoàn. Trong tâm tình tạ ơn và cũng nhằm phát huy nền văn hóa Việt Nam trong lãnh vực khánh nhạc hải ngoại, đêm nay liên ca đoàn sẽ phát hành đại tác phẩm Hành Trình Với Mẹ Journey with the Blessed Mary của cha tuyên úy Văn Chi với sự cộng tác của anh chị em liên ca đoàn với những tư liệu quý giá về Đức Maria. Tác phẩm gồm sách, DVD tài liệu documentary, DVD karaoke thánh ca với những hình ảnh về những nơi Đức Mẹ hiện ra khắp nơi trên thế giới trong hơn 40 năm qua. Chúng ta cùng chào đón cha Nguyễn Khoa Toàn, cựu tuyên úy trưởng Cộng đồng Công giáo Việt Nam trong phần giới thiệu tác giả và tác phẩm. Hôm nay con xin kính mời cha Nguyễn Khoa Toàn. Kính thưa quý cha, kính thưa quý thầy, quý sơ, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa ông bà và anh chị em, và đặc biệt kính thưa cha Chu Văn Chi và anh chị em trung liên ca đoàn Lê Bảo Tịnh. Tôi vẫn có thói quen là mỗi sáng khi vừa thức dậy thì tôi lắng nghe đài phát thanh ABC vừa cập nhật tin tức hàng ngày, vừa trao dồi thêm những kiến thức anh ngữ hạn hẹp của mình. Một buổi sáng nọ khi vừa thức dậy thì tôi nghe một cái giọng vừa lạ lạ vừa quen quen, khàn khàn, đầy khói thuốc, và cái giọng đó không khác ai, âu cai khác hơn là cha Chu Văn Chi. Đài phát thanh ABC phỏng vấn ngài trong chương trình tôn giáo về cái cuộc đời tị nạn và cái công việc mục vụ của ngài. Chúng ta hãy cầu chúc cho ngài tiếp tục được cái khả năng sáng tạo, chẳng những cho chúng ta mà cho những thế hệ tương lai, như ngài đã viết trong cái lời bản của cái tác phẩm này, là ngài muốn lưu lại cho những thế hệ tương lai biết được những gì mà chúng ta đang làm cho con cháu chúng ta. Và tôi xin anh chị em liên ca đoàn hãy tiếp tục cái sứ mạng cao quý này, những cái gì anh chị em đang làm và sẽ làm tôi nghĩ sẽ có giá trị rất lâu dài cho cộng đồng hải ngoại chúng ta. Và trong tâm tình rất tri ân và rất quý báu này, tôi xin được trân trọng giới thiệu chân chi và tác phẩm mà gặp vào những tác phẩm rất vĩ đại của ngài. Xin cảm ơn. Qua những lời giới thiệu về tác giả và tác phẩm của cha Phêrô Nguyễn Khoa Toàn, về cha Linh Hướng của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh, cha Phú Văn Chi, thì chúng ta ít nhiều cũng biết về ngài. Và sau đây thì cha không thêm vào những lời giới thiệu đó nữa, tại vì những cái gì mà cha Phêrô Nguyễn Khoa Toàn đã tóm tắt giới thiệu về cha Phú Văn Chi thì chúng ta đã được biết. Sau đây chúng ta xin được kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng một tràng tay thật lớn để chào đón cha Phú Văn Chi qua phần giao cảm của ngài với tất cả quý vị. Gần nhau chào chuyện nhau, tình yêu tình vui tươi.
rất là sung sướng để đón tất cả quý cha, quý vị tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị. Con chỉ xin một lần ân này. Tối nay, nếu chúng ta nhìn về bên trái của sân khấu, hình mẹ Fatima hiện ra. Sang năm 100 năm, bên tay phải của chúng con đây, mẹ Lỗ Đức tuyệt vời, trên 2.000 phép lạ, với 69 phép lạ được chính thức công nhận mẹ Lỗ Đức của chúng ta. Và bà mẹ Việt Nam dễ thương, mẹ La Vang, ngay trên trung tâm sân khấu của chúng ta. Ba bà mẹ tuyệt vời trong tổng số bao nhiêu hình ảnh mẹ Maria trên toàn thế giới. Nào là Pompeii, nào là mẹ khóc tại Syracuse, nào là mẹ khóc 101 lần tại Akita, Nhật Bản, để thấy được chiến tranh. Mẹ muốn dừng lại chiến tranh và đau khổ. Đêm nay, cho con muốn tạ ơn mẹ trong hành trình với mẹ. Thế nhân yêu chung, như quên lãng về tình yêu mẹ. Ước mơ hòa bình, như khát vọng vòng tay thế giới. Mẹ mơn khôn, mẹ đã giữ tiền cho thế nhân. Xin cho dân gian tìm đến mẹ, mẹ phát thương mai. Xin cho con phát tắt cài thiền đời sống. Xin cho con duy ngắm đêm hà trong đời con. Xin cho con luôn luôn tôn sùng mẫu thân mẹ. Xin chúc lành cho quê Việt Nam. Chúc lành cho nên các đoàn viên bầu tình đã đồng hành với con 27 năm. Những cố gắng của chúng con để vinh danh mẹ. Và giờ đây, trên các đoàn chúng con cùng với con dâng tác phẩm Hành Trình Với Mẹ cho mẹ hôm nay. Con xin mời cha Lâm, cha Tuyết và cha Thiên cũng như các liên đoàn trưởng đứng trước bàn tác phẩm hôm nay. Đây là Hành Trình Với Mẹ. Khi con đếm 3 tiếng, chúng ta mở tung ra. 1, 2, 3! Và chúng con sẽ gửi tặng tất cả quý vị mỗi gia đình một cuốn này, như là một tâm tình tạ ơn công sức trên 100 người làm việc từ năm 1993 cho tới bây giờ, đặc biệt liên các đoàn đã thức liên tục để mà hoàn thành tác phẩm này. Đầu tiên, chúng con xin các liên các đoàn trưởng gửi đến các cha tặng đây mỗi người một cuốn này. Và giờ đây, một lần nữa chúng con cảm ơn quý cha. Thứ hai, cuốn DVD trong này xuyên suốt 30 dòng đọc và liên tục 6 tháng trời, ngày nào cũng 12 giờ đêm. Karaoke chúng ta vừa nghe, đặc biệt documentary, từng dòng đọc tiếng Anh, tiếng Việt trong này có hết. Bấm cái nào ra cái đó, bấm nơi nó về ra từ đâu, có tại trong cuốn DVD này. Và sau cùng là double CD. Xin mời các trưởng, liên đoàn trưởng của liên các cha. Chúng tôi xin thay mặt cho ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales xin cảm ơn ban tổ chức đã ưu ái cho chúng tôi phát biểu chia sẻ
cảm tưởng trong buổi tối hôm nay. Đối với cộng đồng người Việt tự do Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tình thì cái tên nghe không quen, nhưng các thành viên của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tình là những thành viên đã xuất sắc sinh hoạt cũng như tham gia đóng góp rất là nhiều trong những buổi văn nghệ ca sĩ đóng góp gây quỹ của cộng đồng trong vòng 40 năm qua, đặc biệt trong lễ hội văn hóa giống như trong tất cả các ngày gây quỹ xuống đường đều có mặt đóng góp của các ca sĩ thành viên của Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tình. Chúng tôi xin cơ hội này xin cảm ơn các thành viên đó cũng như ghi đọc sự đóng góp của tất cả các quý vị. Thì không có quý vị thì các buổi xuống đường, các buổi sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng sẽ không có được phần hào hứng như này hôm nay cũng như trong vòng bao nhiêu năm qua. Đặc biệt đối với cha Thuyền Mỹ Hồ Chu Văn Chi, chúng tôi xin mượn lời của cha Nguyễn Khoa Toàn vừa nãy nói, chuyện gì trong cộng đồng công giáo cần thì sẽ có cha Hồ Chu Văn Chi. Chúng tôi cũng xin mạn phép nói lại thêm một lần nữa, lớn hơn là chuyện gì trong cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales cần thì cũng sẽ có cha Hồ Chu Văn Chi trong đó. Và giờ đây chúng con xin kính mời cha Thu Văn Chi trở lại sân khấu và để có vài lời đến cùng quý vị, con xin kính mời cha. Cảm ơn Minh Châu. Tôi và Nguyễn Quốc Hào, trưởng ban tổ chức, trước hết là cảm ơn chân thành. Và thật sự phải nói, nhìn thấy quý vị đến, tôi khóc vì xúc động. Và trên đường lái xe về đây, mặc dù từ sáng đến giờ trên phim treo đi tĩnh tâm và luôn luôn đọc những kinh kính mừng để cầu cho quý vị đến đây được an bình, để cầu cho vương Việt Nam của chúng ta. Và cảm ơn ca đoàn cũng như là Liên Ca Đoàn, đặc biệt ca đoàn RSB đã diễn lại những chiều về mưa rơi tâm hồn còn chơi vơi, là sau khi tôi đã tự tử hai lần trong tù, quyết định kết liễu đời mình bởi họ bắt tôi phải chống lại Chúa, chống lại giáo hội. Và tôi nghĩ không được, tôi là linh mục, tôi quyết tâm sống, tôi không uống thuốc nữa. Sau khi đó tôi viết luôn cái bài những chiều về mưa rơi, và hình ảnh đấy làm tôi rất là xúc động. Và đây là cái công trình quý vị biết rõ, 23 năm cuộc đời, khi viếng Đức Mẹ Lộ Đức đầu tiên, tôi bật khóc, và con sẽ làm để kính dâng Mẹ, hành trình với Mẹ, và hôm nay mới thành công. Quý vị biết, Liên Ca Đoàn liên tục thức với tôi, editing 100 lần kiểm Morast, 100 người thực hiện, 30 người đọc tất cả tiếng Anh và tiếng Việt trong này, để dành một điểm gì đấy cho quê hương Việt Nam, dấu yêu của chúng ta. Đặc biệt quý vị sẽ thấy được Mẹ La Vang, Mẹ Trà Kiệu, Mẹ Bến Tre bằng tiếng Anh và tiếng Việt để vinh danh người mẹ Việt Nam của chúng ta. Thứ hai, DVD karaoke. Và quý vị có thể về bất cứ bài hát nào quý vị hát theo, và các vị cho lên YouTube, tôi nghĩ các vị là ca sĩ, bởi vì Orange Music rất là hay, được remaster tại Hollywood. Và đặc biệt là cái DVD documentary. Các vị cứ thử hỏi từ các ca đoàn, các em nó đi tập cực khổ thế nào, rất là nó đọc phải chuẩn, chúng tôi mới cho vào đây được. Và bây giờ thì tôi xin nói thế này, tất cả tâm tư này chỉ dành duy nhất cho một người, đó là Mẹ. Và đồng thời chiên đến quê hương dân tộc Việt Nam đã đúc tạo nên con và tất cả mọi người ở đây. Chúng ta vinh dự mình là người Việt Nam, một tràng pháo tay để tôn vinh Mẹ Việt Nam của chúng ta. Và chính vì vậy mà tôi phải sống để làm vinh danh quê hương dân tộc Việt Nam. Và ngày chúng tôi cho trình diễn 40 năm ở Orange County, thắp 10.000 ngọn nến sáng để nhớ đến quê hương Việt Nam của chúng ta, với dàn orchestra
của các nhạc sĩ Mỹ đánh cho Việt Nam chúng ta. Đấy là ước mơ của chúng ta.